nhờ xem cá nục sẽ đưa lên cho quý vị. Và từ hôm nay là coi như nghề kho cá nục của Bé Tí không còn nữa. Em biết là anh Đoàn Trọng nói rất là nhiều, nhưng mà em không ngờ tới khi kho cá gần thu mà anh cũng vẫn còn ráng nói. Thời điểm trọng đại đã đến. Bây giờ chúng tôi đã có bên tay phải anh Đoàn Trọng, bên tay trái Bé Tí. Dù gì thua hay thắng gì cả thì cả hai đến sáng ngày thứ hai chúng tôi vẫn phải trở lại. Anh Đoàn Trọng vẫn phải lo một cà phê sáng và chúng tôi lo tin tổng hợp buổi sáng. Thế nhưng bên dưới cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn Thạch Hoàng, Hậu Kiều Diễm, Hoàng Kim Uyên và Lucy Hoàng bỏ công sức đến đây, cũng như là cảm ơn chủ nhà đã cho chúng tôi một cơ hội để tổ chức cuộc tranh tài nấu và kho cá nục ở tại đây. Thưa quý vị, và trước khi gửi đến quý vị, kết quả sẽ do anh Thạch Hoàng, như chúng tôi đã định ra, anh đại diện ban giám khảo để đưa ra kết quả. Chúng tôi xin được một lần nữa, lần cuối cùng, để được hỏi cảm giác và cảm xúc của người đứng cạnh tôi, anh Đoàn Trọng, anh nghĩ sao vào phút này? Có thể nói là qua định cư ở Hoa Kỳ cũng lâu rồi, quê cha đất mẹ cũng có ngày cũng muốn quên đi luôn được. Nhưng mà hôm nay có thể sống lại những ngày cuối năm, nghĩ đến quê hương mình và nghĩ đến những gì mà một thời tuổi trẻ lớn lên sống và được yêu thương với gia đình. Qua miếng cá kho. Vâng. Bé Tí. Cái cách trưng bày của Bé Tí là nó rất là Christmas. Cái này là để dành cho mùa lễ. Cho nên là đây là lý do tại sao Bé Tí chọn màu trắng, màu đỏ và màu vàng. Và cái cách trưng bày presentation, cái đây là cho holiday. Đó, mặc dù mình ăn cá nục nhưng mà mình vẫn phải ăn cho nó theo cái mùa lễ. Đó, cho nên là lý do em như vậy là tại vì em làm theo tay. Và bắt tay một cái anh Đoàn Trọng. Và em có đưa tiền cho anh hả? Và theo lời của Bé Tí thì như vậy là thưởng thức cá nục mùa Giáng sinh. Và bây giờ xin mời anh Thạch Hoàng đứng lên và cho chúng tôi biết được. Quý vị, cái cuộc tranh tài này trưng bày Đoàn Trọng 34, nêm nếm Đoàn Trọng 29, hòa hợp Đoàn Trọng 31 và Bé Tí hòa hợp 31 bằng nhau. Nêm nếm Bé Tí bị thua Hoàng Trọng 28, thua 1, nhưng trình bày Bé Tí 36, tổng cộng Đoàn Trọng 94, Bé Tí 95. Wow, chỉ vì thua một điểm không thể nào ngờ được. Tại sao mà hay vậy? Wow, yes. Wow. Nhưng okay. Mà anh Trọng cho Bé Tí có một lời như vậy nè. Rất là cảm kích anh Trọng là từ vì á, hồi giờ chưa có ai mà dám thách thức nấu ăn với Bé Tí. Bé Tí lâu lâu thích món nào mới nấu một món đó và nấu xong không bao giờ nấu lại. Là bởi vì quên cái cách nêm nếm, em nấu theo cảm hứng. Cho nên là hồi giờ chưa có ai mà dám nhận lời thách thức với em hết đó. Em xin chúc mừng anh Trọng. Và từ đây về sau đừng bao giờ nhắc tới kho cá nữa nhé. Quý vị nhờ xem cá nục sẽ đưa lên cho quý vị. Và từ hôm nay là coi như nghề kho cá nục của Bé Tí không còn nữa. Em biết là anh Đoàn Trọng nói rất là nhiều, nhưng mà em không ngờ tới khi kho cá gần thu mà anh cũng vẫn còn ráng nói.